Sáng ngày 23 tháng 8, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ thất thoát ngân sách 4,7 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết luận thanh tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Hiện Công an tỉnh Bình Định chuyển cho Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đó, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận chỉ rõ một số sai phạm thiếu sót tại gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường Trần Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Cụ thể, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán, công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định, cơ quan thẩm định, sở xây dựng và đại diện chủ đầu tư đã có một số thiếu sót vi phạm trong quá trình triển khai dự án, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Đặc biệt, thanh tra xác định đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có dấu hiệu thông đồng, ký hợp thức hóa hồ sơ hoàn công, thanh toán sai giá trị xây lắp công trình, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 4,7 tỷ đồng. Trong vụ việc, thanh tra nêu rõ trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm thuộc về chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán thành phố Quy Nhơn, đại diện chủ đầu tư, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn, đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Bình Định, đơn vị tư vấn giám sát, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp An Thịnh, đơn vị thẩm tra gói thầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đạt Tín, cũng liên đới trách nhiệm để xảy ra các sai phạm. Trong vụ việc, Sở Xây dựng được xác định liên đới trách nhiệm, góp phần gây thiệt hại ngân sách nhà nước khi không kiến nghị chủ đầu tư điều chỉnh đơn giá, mã hiệu cho đúng quy định.